Clickngay.com, gây dựng sự nghiệp là chuyện khó khăn vô cùng. Với người có cơ sở kinh tế thì khá ung dung, nhưng với người tay trắng làm nên, không tiền không địa vị chống đỡ thì chẳng đơn giản chút nào. Những người có tướng mạo phát đạt thì dù bắt đầu từ con số 0 cũng có thể đạt được thành tựu lớn lao. Theo nhân tướng học, người có con mắt dài nhỏ thì sức quan sát nổi bật hơn hẳn những người khác. Họ rất chú ý trong quá trình làm việc nên nắm bắt được trọng tâm vấn đề. Có khả năng ban đầu chỉ đi làm thuê cho người khác hoặc làm ở cơ sở, nhưng sẽ từng bước tiến dần, tích tiểu thành đại để phát triển cao hơn. Tướng mạo phát đạt này báo hiệu người dự đoán tương lai tương đối chuẩn xác, nhìn xa trông rộng, tới đúng thời cơ sẽ lập tức nắm bắt và ra tay hành động quả quyết, kiếm được thu nhập không nhỏ. Người này dễ dàng tay trắng dựng nghiệp, cuối cùng thu được thành tựu. Xem tướng mặt, cầm đại diện cho địa cát, báo hiệu hậu vận. Người sở hữu cầm đầy đặn, tròn trịa thì tuổi già có vận may, càng về sau càng tốt. Ban đầu không tốt lắm hoặc chỉ làm ăn nhỏ, ở công ty cơ quan chỉ là nhân vật có địa vị bình thường, thậm chí là trắng tay. Nhưng nhờ vật thế phát đạt mà không cần phải trả giá quá nhiều vẫn đạt được địa vị của cải tiền bạc. Đây là tướng mặt tay trắng dựng nghiệp rất điển hình, tuổi trẻ bỏ công bỏ sức về già được hưởng, thành công muộn nhưng vô cùng rạng rỡ. Người xưa có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, là để ám chỉ người có khả năng làm việc tốt và quan hệ xã giao rộng rãi. Người sở hữu khóe miệng rộng và hướng lên trên làm việc rất lạc quan, lại biết ăn nói, khả năng dùng miệng kiếm tiền vô cùng tốt. Chỉ dựa vào ba tấc lưỡi có thể từ không có gì mà dựng thành đại nghiệp. Đây là cao thủ trong đàm phán thương lượng chuyện làm ăn nên nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo và có thể ra ngoài tự tung hoành. Phương diện nhân duyên hài hòa, kết bạn bè anh em khắp nơi, hợp tác phong phú, từ đó thu được hồi báo và đạt được thành tựu. Tướng mặt có tài thể hiện rất rõ ràng, khuôn mặt đầy đặn phương phi, lông mày rõ ràng sắc nét. Người này không sợ khổ nhọc, chăm chỉ chịu khó, chấp nhận trả giá, tích lũy từ chuyện nhỏ để theo đuổi mục tiêu của bản thân. Một khi họ đã quyết định thì sẽ kiên trì tới cùng, không bao giờ thay đổi. Chính nhờ sự cố gắng mà chắc chắn từ đầu tới cuối mà sau nhiều năm dốc sức làm việc sẽ từ trắng tay làm nên sự nghiệp đáng ghi nhận, thu được thành công. Sự trau dồi hàng ngày qua năm tháng không bị phụ. Tai là bộ trật trọng yếu đại diện cho phúc hoa phú quý, lỗ tai đường viền rõ ràng, vành tai dày dặn là đại diện cho người có phúc phận, rất tốt. Người này có thể ban đầu không có địa vị hay tiền bạc gì đáng kể, cũng chẳng có quan hệ xã giao rộng rãi khắp nơi, thậm chí ngay cả số vốn ban đầu để khởi nghiệp cũng không hề có. Nhưng nhờ phúc khí của bản thân, được vận may ưu ái nên gặp cơ hội mà phất lên, có thể chiếm được của cải danh vọng song hành. Có thể xem như là tướng mạo phát đạt nhanh chóng. Xem tướng lông mày đoán vận thế, người sở hữu đôi lông mày dày dập, to thô và đường nét rõ ràng thì tính cách thẳng thắn, dũng cảm, khí phách. Một khi đã quyết định việc gì sẽ can đảm tiến lên, không e ngại khó khăn hay cản trở, không thành công quyết không bỏ qua. Thế nên tuy lúc trước chẳng có gì nhưng lúc sau sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng để đạt được thành tựu tốt nhất. Dám nghĩ dám làm, đôi khi mạo hiểm liều lĩnh và rất kiên trì chính là chìa khóa.